báo giá những mẫu tay cầm đang có tại shop tay cầm, cũng như là tư vấn cho anh em trong những cái tầm giá khác nhau thì có những cái lựa chọn như thế nào. Thì anh em cũng biết là shop tay cầm có rất nhiều những mẫu tay cầm, từ những phân khúc tầm trung, những phân khúc ngon bổ rẻ cho những cái tay cầm cao cấp nhất như PS5, Xbox Series X. Thì tất cả những tay cầm mà anh em muốn mua thì shop tay cầm đều có đủ. Và ngày hôm nay, những ngày đầu tiên của tháng 3, mình sẽ cùng với anh em cập nhật những mẫu tay cầm từ thấp đến cao nhất tại shop tay cầm nha. Let's go. Và ở đây thì anh em cũng có thể nhìn thấy là một khay trưng bày của shop tay cầm có rất nhiều những mẫu tay cầm khác nhau, từ mức giá đâu đó chỉ khoảng 200k cho tới những mẫu tay cầm có thể tầm khoảng 3-4 triệu thì shop tay cầm đều có đủ nhé. Đầu tiên thì có lẽ là những cái tay cầm ngon bổ rẻ bậc nhất để anh em có thể lựa chọn đi. Đầu tiên sẽ là Xbox 360 các bạn nhé. Đây là một mẫu tay cầm rất là bán chạy tại shop tay cầm với tầm giá loanh quanh khoảng từ 200.000 thôi. Xbox 360 cắm vào là anh em sử dụng được ngay, giá đâu đó tầm khoảng 2 đồng. Nó sẽ có thêm một cái phiên bản review chính hãng, nó sẽ có chấu tháo rời ở đây anh em nhé. Thì phiên bản review hãng là phiên bản gọi là xịn sò nhất, hiện đại nhất hiện nay của Xbox 360. Giá của em nó sẽ đâu đó khoảng 4 đồng tại shop tay cầm. Đi cùng với đó sẽ là một chiếc tay cầm mà shop bán cũng rất là chạy vào thời điểm gần đây. Một chiếc tay cầm cũng cùng phân khúc giá rẻ với Xbox 360 chỉ khoảng hơn 200k thôi. A102L, shop vừa đã có một cái video hướng dẫn chi tiết mở hộp và review chi tiết cho anh em rồi. Hơn 200k, một con dáng giống Xbox Series X bấm cũng rất sướng và có cả Manco ở phía sau nhé. Chỉ khoảng hơn 200k cho A102L mà thôi. Tiếp đó với mức giá cao hơn một chút, đâu đó khoảng 3 đồng thì anh em cũng lựa chọn rất là nhiều là PS4 phiên bản Z11 giá khoảng hơn 3 đồng anh em nhé. Có thể chơi được cả dây và cả không dây, và thường khi anh em chơi sẽ cài thêm một app hỗ trợ nhỏ là Dev4 Windows. Ngay bên cạnh PS4Z, chúng ta cũng có hai mẫu tay cầm mà shop bán rất chạy trong cái phân khúc đâu đó khoảng 400k. Cái form dáng thì anh em có thể nhìn thấy ngay là cái form dáng của mẫu tay cầm này nó sẽ rất giống với tay cầm của PS5 các bạn nhé. Ở phía trên là T28 và ở phía dưới là chúng ta sẽ có T411. Bên shop tay cầm thì luôn luôn có những cái mẫu tay cầm để anh em có thể test thử trong bất kỳ một cái mẫu tay cầm nào. Khi mà anh em qua shop tay cầm mua thì có thể test từng mẫu nhé. Ngay bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có ngay là game CT4WK. Đây là ông hoàng doanh số với một mẫu tay cầm có dây, giá đâu đó chỉ khoảng 4 đồng dành cho T4WK thôi. Cắm là anh em sẽ sử dụng được ngay với form dáng rất giống với Xbox, rất dễ để làm quen. Và nếu như mà anh em muốn đầu tư cao hơn một chút với một chiếc tay cầm không dây thì nó sẽ có ngay là game CT4 Pro, một phiên bản mà anh em có thể mắc cô phím ở phía sau và chơi được cả dây cả không dây với T4 Pro nhé. Với game CT thì trong cái phân khúc của nó luôn luôn được anh em lựa chọn rất là nhiều, từ những phân khúc chỉ tầm 400 cho tới những phiên bản mà nó sẽ xịn sò hơn. Như kiểu ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc tay cầm có dây game CT G7 SE cũng được rất nhiều anh em lựa chọn với tầm giá đâu đó khoảng 8 đồng. Và cao hơn một chút nữa với G7 SE chúng ta sẽ có game CT G7 nhé. G7 và G7 SE thì cũng tương đối là giống nhau thôi, nhưng G7 nó có điểm mạnh là anh em sẽ có thể thay được vỏ, nó sẽ có hai vỏ màu đen và màu trắng và anh em có thể thay đổi vỏ của nó một cách rất là dễ nhé. Con này thì tầm khoảng 9 đồng và con này tầm khoảng 8 đồng, T4 Pro khoảng 6 đồng và T4WK khoảng 4 đồng. Luôn lọt top bán chạy với 4 mẫu tay cầm này trong từng phân khúc mà anh em lựa chọn nha. Rất bán chạy với game CT 4WK luôn. Tiếp đó thì Xbox Series X với phiên bản có dây với tầm tiền đâu đó khoảng 5-600k anh em cũng lựa chọn rất là nhiều. Phiên bản này thì ngoại hình rất giống với Xbox Series X phiên bản chính hãng, có điều là nó sẽ sử dụng có dây mà thôi nhá. Nó sẽ là dây liền anh em ạ. Ví dụ ở đây thì mình đang có một chiếc Xbox Series X bản thường có dây phiên bản màu đen các bạn nhé. Cắm là anh em dùng được ngay thôi. Dung này, quẩy skill cần 360 độ thì đầy đủ với một mẫu tay cầm rất đẹp từ Xbox Series X bản thường có dây tầm khoảng 5-600 nhé. Nó cũng có rất là nhiều những bảng màu khác nhau. Hiện tại nó sẽ tầm có khoảng gần chục bảng màu để anh em lựa chọn. Hiện tại kệ thì có đỏ camo, xanh camo, đỏ. Nhưng mà ngày hôm nay thì shop đã về gần như là tất cả những cái màu của Xbox Series X rồi. Anh em nào cần màu gì thì shop tay cầm đều có đủ phục vụ anh em nha. Đi cùng với đó với phân khúc dưới 1 triệu để cạnh tranh cùng với những mẫu như kiểu game Sierra G7, G7 SE thì 8 bit đô cũng là một mẫu tay cầm rất chất lượng với độ bền bỉ và độ đầm chắc bấm sướng của nó. Một sản phẩm 8bit Ultimate có dây hợp tác cùng với Xbox. Ở ngoại hình thì anh em cũng có thể nhìn thấy rất là đẹp đây rồi. Ở đây thì shop cũng đầy đủ những cái mẫu test nhé. Ở shop tay cầm thì có đầy đủ để anh em có thể qua để trải nghiệm. Anh em thích form tay như thế nào thì anh em có thể trải nghiệm cùng với từng sản phẩm. Ở trên thì sẽ là một phiên bản không dây các bạn nhé. Phiên bản này không dây thì anh em muốn chơi không dây thì lấy 8 bit đô phiên bản 2.4G, còn chỉ cần có dây thôi thì anh em sẽ dùng phiên bản 8 bit đô có dây. Phiên bản này tầm khoảng 900, phiên bản này tầm khoảng
bột củ anh em nhé. Nó chỉ chơi nhau hơn một chút thôi, hơn 100k thôi. Anh em muốn chơi có dây thì có thể sử dụng nhé. Bản này thì sẽ có cho anh em đâu đó khoảng 3 bảng màu. Mỗi loại thì có khoảng 3 bảng màu anh em lựa chọn luôn. Tiếp đó thì với phân khúc cao cấp hơn, với form tiền đâu đó khoảng hơn 1 triệu thì có lẽ không thể bỏ qua là Xbox Series X rồi. Giá của Series X bây giờ rất là tốt, chỉ tầm khoảng hơn 1 đồng 2 thôi. Chúng ta sẽ có một phiên bản chính hãng full box mới cứng anh em mua về để có thể đập hộp nhé. Có rất là nhiều những bảng màu khác nhau. Ở đây mình có trắng này, xanh nõn chuối này, camo trắng này, đen này. Trên này thì sẽ có phiên bản đen kèm theo cáp này. Ở đây thì sẽ có phiên bản xanh blue này, rồi là chúng ta sẽ có màu vapo này, màu đỏ này, màu hồng này, rồi là màu G-Mix, màu xanh lá, màu tím, rồi là những phiên bản xám và cả phiên bản elite nhé. Có elite đen, rồi có elite trắng, elite đỏ và elite xanh. Nó có đầy đủ với một chiếc tay cầm Xbox hàng chính hãng. Đây là những mẫu tay cầm Xbox cao cấp nhất của nhà Xbox để anh em có thể lựa chọn nhé. Giá chỉ từ khoảng hơn 1 đồng 2 thôi, cực kỳ tốt. Và tất cả những mẫu tay cầm không dây ấy, anh em mua tại shop tay cầm thì sẽ đều được tặng kèm thêm dây cáp và bọc cần luôn nha. Và ở phía trên này đây, chúng ta cũng không thể bỏ qua được những mẫu tay cầm của PES 5 rồi. PES 5 giá của shop tay cầm sẽ giá đâu đó từ khoảng 1 đồng rưỡi với những phiên bản nhập và 1 đồng 8, đồng 7 gì đó với những phiên bản hàng Sony Việt Nam nhé. Nó cũng không khác gì nhau cả đâu anh em ơi, nó chỉ khác nhau một cái là sẽ bảo hành theo shop và một cái bảo hành theo hãng nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có những phiên bản như kiểu đen, trắng này, màu đỏ mới này. Chúng ta vừa có thêm phiên bản màu xám này, rồi là màu xanh, màu tím. Và có thể trong thời gian tới nó sẽ về thêm rất là nhiều những cái màu trước đó của PS5 nhé. Thì mới ra Tết thì PS5 hiện tại đang hết hàng khá là nhiều. Anh em cần màu gì thì cũng có thể liên hệ với shop tay cầm nhé. Nhưng mà thực sự là với PS5 anh em sử dụng nhiều nhất là màu đen với cả màu trắng. Và cùng với đó thì nếu như anh em có một cái form tay nhỏ mà thích tay cầm của PS4 ấy, thì bên shop vẫn còn những phiên bản PS4 hàng Sony chính hãng nhé. Giá nó đâu đó sẽ tầm khoảng 1 triệu 3 dành cho PS4 phiên bản chính hãng, bảo hành 12 tháng tại Sony Việt Nam. Và ngoài ra ở dưới này đây thì shop cũng có rất là nhiều những chiếc tay cầm test cũng như là những chiếc tay cầm cũ để anh em có thể lựa chọn. Ở đây sẽ có những mẫu tay cầm của Xbox One S, Xbox One X cũ lướt, rồi là những mẫu tay cầm của PS5 cũ lướt này. Đó, và cả là PS4 cũ lướt nhá. PS4 lướt tầm khoảng 7 đồng, PS5 cũ lướt tầm khoảng đồng 1, Xbox Series X tầm khoảng 1 đồng và One S tầm khoảng 8 đồng anh em nhé. Nói chung thì tất cả đều đang sẵn hàng và đầy đủ để phục vụ dành cho anh em. Và đó là những cái mẫu tay cầm có lẽ là rất là quen thuộc và anh em cũng mua rất là nhiều tại shop tay cầm.com. Anh em nào ở Hà Nội thì cũng có thể ghé qua trực tiếp shop tay cầm để có thể lựa chọn, để có thể trải nghiệm, để có thể mua sắm những sản phẩm đang bán rất là chạy tại shop tay cầm nhé. PS4, PS5, Xbox One S, Xbox Series X, Xbox 360, 102L, T28, T411 và cả những mẫu PSN các thứ nữa. Thì shop tay cầm nó rất là đầy đủ để phục vụ dành cho anh em nhé. Cùng với đó có rất là nhiều những mẫu máy chơi game nữa. Máy chơi game thì bên shop tay cầm bán cũng rất là chạy anh em ạ. Rồi là có G10 này, bên trên thì có game stick màu vàng, rồi bên cạnh có chúng ta có là game stick đỏ, rồi là game stick trắng M17. Nói chung rất là đầy đủ anh em nhé. Thì tất cả thì đều đang sẵn hàng tại shop tay cầm với chất lượng và giá thành tốt nhất. Anh em mua hàng thì có thể ghé qua shop tay cầm để ủng hộ nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo đến từ shop tay cầm.com nha. Xin chào và chúc anh em một ngày tốt lành.